Vô. À, không trả lời bộ điếc hả vô? Ủa, gơ gơ gơ, nghe nói gì không gơ? Hả, đi đâu hả? Xích. Cái đồ, đồ không có học thức. Làm phách ha, làm phách ha. Hỏi không thèm trả lời cũng được ha. Không thèm trả lời thì đây cũng không thèm hỏi nữa. Trời ơi, làm như đây hết chưa đàn bà con gái vậy. Trời ơi. Nè. Cái ông kia ông làm gì vậy? Đường thiếu gì xong đi mà tự nhiên dẫm lên lúa của người ta vậy? Tôi đi thế nào kệ tôi chứ, bộ lúa của cô hả? Lúa của tôi chứ còn có ai nữa. À, hèn chi, xót của mới ra miệng phải không em? Xót chứ sao không xót. Ông đâu có mừng ruộng, có mừng mương, nên đâu có biết được cực khổ đâu. Hồi nãy ông chịu nói, sao bây giờ tiếng liên như là xuống tiểu liên hả? À, nhớ rồi, nhớ rồi. Cô là lành phải không? Gì? Ủa? Ông là ai sao biết tôi vậy? Không biết qua hả? Đây nè. À, nhớ chưa? Nhớ chưa? Chàng ơi, cái mặt thấy quen quen nha. Đây, chưa nhớ đâu phải không? Mới thấy quen chứ chưa nhớ phải không? Nhắc tôi nhớ nè. Hai nồ, con của ba đía. Ông nhớ chưa? Ủa, ông là hai nồ hả? Phải. Xa vắng vài năm nay trở về. Thấy em mà anh bóng giật mình. Mấy hôm nào đây còn là cô bé tí vẫn hay ở trần thải lông nhông tay chân quá chừng nghe ngứa. Nay em xin tờ như tiền gián cần. Người ta đã bước vào xuất sắc, ông đừng nhắc đi tới lui cái chuyện ngày xưa. À, sợ hả? Mắc cỡ em. Thì cũng giống như ông vậy. Tôi nhớ hồi đó mình mẩy ông cũng bày hày thấy ghê. Bày đây, đầu bày đây. Cổ gì hả, một nhọt nổi có u có nần như con cóc tía vậy. Ai dè bây giờ khác quá nhá. Phải khác cho em, vì bây giờ anh đã trở thành người đại trí thức. Cái gì? Đại trí thức hả? Đúng, đúng. Ủa, chẳng hay mấy năm nay anh vất vơ vất vưởng ở đâu vậy mà bây giờ thành đại trí thức vậy? Trời ơi, thấy vắng không biết hả? Đi học chứ đâu em. Đi học chứ làm gì mà vất vơ vất vưởng. À, té ra là anh đi học hả? À, vậy chứ anh học cái giống gì vậy? Đây, vĩnh vĩnh lỗ tai lên nghe nè cô em. Cô em nghe xong là cô em mê anh liền à. Biết anh đi học gì không? Học gì? Đại học tổng hợp. Trời ơi, sợ chưa, sợ chưa? Trời ơi trời, nghe anh nói đại, đại, đại mà không biết học được cái trò chốc gì giúp ích được ai không vậy? À, coi thường phải không? Đừng dội coi thường em. Nếu cô em cho là cái chuyện đi học ở Sài Gòn của tôi là không ra gì phải không? Cô dám không? Cô dám thi với tôi không? Thi hả? Mà thi cái dốc gì vậy? Trời ơi, thì thấy hiểu biết về kiến thức chứ gì không? Vì đại học tổng hợp á, là biết đủ thứ hết á. Nhưng mà kiến thức phải dựa trên nền tảng âm nhạc đó. Vậy hả? Bởi vì âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Vậy hả? Âm nhạc cũng như là quần áo đó. Thôi đi cha. Nói gì mà quá trời quá đất vậy? Ý anh là anh muốn tôi thi ca nhạc với anh chứ gì? Đúng vậy. Và nếu cô em thua thì coi như là phải hung một cái, hiểu không? Hung? Ờ. Hung? Ờ, dám không? Ờ. Còn nếu mà anh thua tôi thì sao? Thì dễ, dễ thôi. Cô hung tôi cái đó. Hung? Có qua có lại, tôi chịu thiệt thòi không sao đâu á. Hung? Chàng ơi, đúng là cái thứ đại học tổng hợp. Anh tính sao hay quá vậy? Tính đằng nào sao tôi cũng lỡ hết vậy? Thôi bây giờ tôi tính như vậy nè. Nào. Nếu mà tôi thua thì anh được quyền hung tôi. Đúng. Còn anh thua tôi á thì anh làm ơn cho tôi xin cái quần. Cái quần này này. À, có nghĩa là tôi thua tôi phải mặc tà lõn về nhà hả? Đúng vậy, chịu không? Nhưng không có quần thì nó mất lịch sự lắm à. Thì nếu tôi thua hả, tôi bị anh hung thì tôi cũng bị mất duyên rồi còn gì nữa. Mà thôi, nếu mà sợ thua thì thôi, thì xéo đi, xéo đi. Chưa. Ồ, cười cái mặt. Thua thì thôi. Trời ơi, thấy ghét quá. Được rồi, nếu thua em thì tôi chấp nhận hết. Mà tôi từ chối thì cô nói là tôi là người chết nhát, phải không à? Rồi, tôi chịu. Nhưng mà đề thi phải do tôi lựa à nha. Chấp luôn. Vậy không? Ngon ha. Rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ tôi với cô thi kiến thức địa lý. Vậy hả? Trong mỗi bài hát đều phải có một tên tỉnh hay là tên thành phố nào đó. Ai hát không được người đó thua, chịu không? Biết rồi, chấp
anh hát trước luôn. Trời ơi, ghê vậy đó. Chấp hát trước luôn. Rồi cô ơi, thua là cái chắc là cô ơi. Tối ngày cô tay lắm chân bùn ở dưới ruộng đồng không à, làm sao cô biết nhiều bằng tôi được. Thua là cái chắc rồi em ơi. Vậy hả? Ừ. Chưa chắc ai thua ai à. Chấp anh hát trước luôn rồi. Rồi, nghe nè, nghe nè. Chân trên bên khi chiều nắng chưa phải thở. Vừa xe thấp thoáng muốn tà áo tung bay. Phố xa đông vui nối chân nhau đến nơi đây à. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đó, tôi ca có Sài Gòn nãy giờ tới phiên cô đây. Dạ. Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre, con gái của Bến Tre. Đó, anh có Sài Gòn thì tôi có Bến Tre đó. Anh tiếp đi anh. Tìm giàu cô đơn, bất quy nhân gầy đón nhân chàng đến à. Người xưa nào biết lối xưa ngập đường bao vui gớt quà. Đó có nguyên nhân rồi đó, dạy tới em đi. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thắm thầm, thầm thoáng con xuồng bé nhỏ đến mong manh. À, sao chưa thấy tình nào em? Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Cũng chưa thấy tình nào em kèo hoài. Hồ Giang ơi, em vẫn đẹp. Của Hậu Giang phải không? Giờ tôi đi xa hơn. Tháng năm rộp trời hoa phượng đỏ, ơi Hải Phòng thành phố quê ta, ta yêu thành phố quê ta. Ta câu đi cô. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đời, mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. À, Huế mà không, bây giờ tôi đi xa hơn nữa. Em có buồn không? Đó thấy không? Không những ở Việt Nam nè mà tôi còn tới Paris nữa. Có biết Paris là thủ đô của nước gì không? Nước gì vậy anh đại học? Nước Đức á. Thấy không? Chỉ có người thông thái thôi là mới biết thôi cô à. Đó. Tôi biết cô cười ân ý ra không? Đúng rồi, thủ đô của nước Đức. Giờ tắt pin cô đi, tắt pin cô đi. Ôi trời. Mệt là mệt đó, là mệt đó. Đừng có cười nhiều làm mệt giờ á. Tôi nói anh nghe nè. Hả? Anh đi chi cho nó xa dữ vậy? Ở trong nước được rồi. Trong nước sao nè? Thì nè, nắng Sài Gòn em đi mà chưa đến. Cái Sài Gòn có rồi nghe, đừng nói gian này nha. Bởi vì em sao? Mặc áo lụa Hà Đông. À, Hà Đông, Hà Đông, Hà Đông phải không? Sao? Sao? Bí hả? Không bí, từ từ đó chứ. Có rồi, có rồi, có rồi. Tôi ở Củ Chi, một căn nhà xinh có hoa thuộc trái hiền. Gần kề lối xóm có cô bạn thân xóm hôm lo sạch đèn. Thôi hát cái gì mà kỳ cục vậy? Hát tầm bậy tầm bạ anh thua rồi. Tầm bậy rồi nào? Tao hát đàng hoàng ở tầm bậy. Đừng có hòng qua mặt tôi nghe. Bài đó là bài căn nhà ngoại ô đúng không? Không có tên tỉnh thành gì hết. Khi không canh đổi tên thành Củ Chi. Vậy không bậy hay sao? Thì Củ Chi cũng nằm ở ngoại ô vậy. Thôi thôi đừng có nói ngang đi cha. Thua rồi. Tôi cái quần đây. Quần hả? Thua phải cho gỡ chứ. Cái gì? Bây giờ tự nhiên thua đòi gỡ là sao? Cho gỡ đi, cho gỡ đi. Thôi năn nỉ đi mấy chợ. Năn nỉ là cho gỡ đi.
Thôi được, cười thấy ghét quá. Bổn cô nương sẽ cho anh một cơ hội đó. Rồi vậy ha, để coi nha. Bây giờ thì thi đề tài gì đây nè? Thôi đi, mệt quá, muốn gỡ thì gỡ lẹ lên. Làm gì mà dò đầu dữ vậy? Có mấy cọng tóc mà dò tới dò lui chắc một hồi trầm lắm quá. Từ từ để suy nghĩ ra chứ. Nãy giờ lịch sự nhường của em thôi. Bây giờ tụi mình thi nha, mà thi đặc biệt là liên khúc miền cao nguyên Nam Trung Bộ đó. Ví dụ như là một địa danh Đà Lạt đó, ví dụ vậy đó. Cô biết Đà Lạt không? Biết. Biết ra không? Rồi vậy xin nhường của em hát trước đó. Trời ơi ngon vậy đó hả? Ờ. Mà nghe nha. Sao? Lần này á là lần chót nha. Thua là dứt khoát cởi quần nha. Đưa cái quần ấy. Trời ơi, hồi hộp quá. Nhìn dứt thấy nó đi. Từ từ thôi chứ. Còn nhìn thấy nó mà lỡ nó mà nó đi vắng kỳ lắm á, tự nhiên không còn cái gì hết trơn á, trời ơi chết liền. Được rồi, dứt khoát quân tử nhất ngôn Tư Mã Nan Tri. Đà Lạt lắm sương mù phải không, với cô em má hồng đẹp như tí hôn vừa nở. Đà Lạt lắm hoa rừng phải không, lối đi xinh tươi vô cùng, rất đẹp là lúc hoàng hôn. Ăn đã. Nghe nè em, nghe nè. Tôi nhớ Đà Lạt mơ, dù lòng người lữ thư với bao nhiêu ước mơ. Lưu luyến Đà Lạt thơ, như hoa anh đào nở đường thiên phố xưa. Một đêm trong rừng vắng, ánh trăng trên chiếc đầu gành thấp thoáng bóng cô xuân ngỡ miệng cười xinh xinh. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng. Xin chiều tím hoàng, nghe đừng khuya chim rộn ràng. Em sang nữ bước chân dồi dàng, mang xin tím cái ngon vừa tìm, mời anh ăn thật tấm lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì ta? Cái bài này là hình như là của Trung Quốc hay là của Đài Loan vậy á? À, nói gì kỳ vậy, miễn người ta ca có cái chữ núi thôi chứ có cao đó thấy không? Thôi đừng có ăn gian. Trời, tôi ca có cao là chữ núi rồi. Dạ. Dẹp, bây giờ là hết gỡ rồi phải không? Quân tử nhất ngôn tứ mã năng truy cởi quân. Cô lành, tội nghiệp mà cô lành bỏ qua đi cô lành. Anh mà không giữ lời cam kết là niết tay tôi nghe chưa? Tới. Từ từ ra làm giữ rồi. Nhanh lên. Nè đó, lấy đi. Cho bỏ cái tật đồ thiên hạ. Bye bye nha anh đại học tổng hợp. Bye bye. Đi chú bác chơi đi, dọn vậy. Nhỏ nha, tao nói rồi nghe, đi chú bác là cười hoài vậy. Tì cái hả, làm chưa đó giờ mày không thấy mặt quần tao đón hả? Đón à. Cô Hiền khoan đã mà, cô Hiền, cô đi đâu vậy? Tôi đem cơm ra ruộng cho em tôi. Ui, đi đâu mà gấp vậy? Ở lại tôi hỏi thăm chút xíu thôi à. Ý, không có được đâu, trễ lắm rồi ông ơi. Chắc con lành em tôi nó đói dữ lắm, để tôi đi mà. Khoan mà, trời ơi, cái tướng lẻ làng thiết ghét mà. Sao kỳ quá à, cô Hiền ơi. Mỗi lần gặp mặt tôi là cô muốn né hoài à. Cô biết không, người ta nói thế này nè, ra đường gặp gái thì suy lắm, mà sao hệ tôi ra đường gặp gái là tôi sướng thấy cả người. Thôi, tôi không có thời giờ nói chuyện lăng nhăng với ông đâu. Ông xe ra đi, làm ơn tránh đường cho tôi đi. Kìa, làm gì mà xấu cái mặt vậy cô Hiền? Hiền biết không, lần nhìn cô, yêu cô hơn và yêu cô mãi. Dù biết cô chẳng thương tôi, nhưng trái tim này dần hiền. Nè ông ba, tôi khuyên ông đừng có lăng nhăng. Ông cách tôi mấy chục tuổi đời, đừng có để người ta cười chê. Dạ thằng đê, dạ mà tiền quý đây, như non hiền xa chất ngân. Đừng chắc có chê già nghe em, anh hứa hết lòng thương mẹ. Thật là dê, tôi xem ông trông giống con dê. Dê múa, dê la, dê ca hoài. Dê muốn ăn đòn phải không dê? Gì mà dê? Cô Hiền, tôi thật tình mà, đâu phải tôi muốn dê qua đường đâu. Tôi ghét à. Mà Hiền ơi, mình muốn cắt tóc xe râu với Hiền. À không phải, cắt tóc xe tơ với cô đó. Vì cô giống bà vợ của tôi quá à. Bà vợ quá cô của tôi đó. Thiệt không đó? Thiệt mà. Trời ơi, tôi đi láo với cô làm chi? Tôi muốn kết thân với cô để sống lại những kỷ niệm thời tôi với bà quen nhau đó mà. Tụi tôi đã từng có những giây phút trong im đềm, trong thức trắng bên nhau. Nói tới là tôi nhớ cô Hiền. Mà tôi nhớ bà là tôi muốn khóc à. Mà cô có thức trắng đêm nào không cô Hiền? Vô duyên. Dạ. Chuyện thức hay không thức là mắc mớ gì đến ông? Bộ chỉ có mình ông là biết thức hả? Thôi được. Bây giờ nếu cô muốn đi đó không, cô phải thi với tôi mới cho cô đi. Thi hả? Ờ. Thi gì? Thi ca liên khúc á, biết không? Ca liên khúc hả? Ờ. Liên khúc gì? Đêm đó, liên khúc đêm. Ca cái bài nào nó có chữ đêm, mà người nào không có chữ đêm là người đó thua. Nếu tôi thắng, tôi chỉ xin cô một nụ hôn thôi. Còn thua thì... Thua sao? Thì cô lấy tôi đi. Không. Tôi nói lộn, nó lộn. Bây giờ nếu tôi thua đó không, thì tôi cho cô móc mắt nắm đầu lên gối, giật chỏ búa xua vào mặt tôi, cái gì cũng được hết. Thôi, làm vậy tôi mang tiếng hổn với người già sao? Như vậy thì ý em muốn sao cho em hài lòng?
Ý tôi á hả? Ờ. Nếu mà ông thua á, ông sẽ biếu lại cho tôi bộ đồ lịch sự này. Gì hả? Có nghĩa là như con nhộng. Hả? Trời ơi, tôi mà như con nhộng trời sao kỳ vậy. Giờ sao? Đồng ý không? Được. Dì Hiền, anh đồng ý. Nè, nói chơi vậy thôi chứ chuẩn bị gò má đi cưng. Cho anh hôn nha ông. Nè, Hiền ơi, hãy nhìn sâu vào đôi mắt của tôi đây. Đôi mắt sâu ấm này, vì những đêm dài thức trắng. Chắc chắn là cô thua rồi. Bắt đầu chấp cô ca trước. Nghe nè. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng. Hương đồng hoa tình ai đậm đà đi đó gọi tên. Nhà nàng cánh gần bên, gian hoa xứ xanh tường. Nhìn sang chợt nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Tới không? Khỏe không? Sao? Biết rồi hả? Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi gia lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Ê, cô đi, tôi mặc xanh rồi. Ê, không có đưa mặt cho hôn coi. Từ từ chứ. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh báo rằng tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa mười rỡ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp. Thổi từng cơn gió lạnh từng cơn, nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay anh đến sao trời, thấy lòng nhớ thương vô vàn. Người em ghé, người em gái ca đi, người em gái ca. Đừng có vội mừng. Vài trang giấy thấy cô tự gì. Đừng có vội mừng. Ra đây nè. Lâu vậy. Ai ơi, cô ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Ai ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vọng suốt đêm dài. Tới ông đi. Tới tôi đi. Cuộc đời chân đơn côi, góc mòn đầy lộ buồn. Đèn đêm mong mơ nhạt nhòa, hôn lên tâm tư. Đi vào đi vắng, đường tình không chung lối. Mong nối tiếc cho nhau, thấy khổ khổ. Thục thả chứ. Lẹ đi. Anh cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chào, tới phiên ông đó. Sao lâu dạ? Điểm qua tát nước đi à, chứa đầu đình. Bỏ quanh chiếc áo chim cành. Là cành hoa, là cành hoa. Cô ơi, nghe nè,
đêm đêm đêm. Gì mà đêm hoài ạ? Đêm nhẹ cô đơn con nước trong hồn, ta biết đi tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng. Tới con rồi, tới con rồi. Con ca cô thú rồi nghe. Con ca cô thú rồi. Nghe rõ đi nè. Gì đâu? Chưa đi màn đêm buông xuống. Gì vậy trời? Đâu để buồn lững lờ tiếng chuông. Ôi trời ơi. Cái gì kỳ vậy? Bài đêm đông đó không? Sao hát mà ca nói không vậy? Tôi thích nói sao? Về tới không đi. Trời ơi. Nhắm đường không đó à? Nghe nè cô. Để đêm đêm cúi mặt nghe buồn lên đôi mắt mới hay trắng tay còn trăng chỉ nụ cười đó. Biết bài gì không? Gì ạ? Hình bóng cũ làm thơ. Khi không bắt chước người ta kệ nó vậy đó. Thấy cô á, nghe nè, nghe thấy còn độc hơn nữa. Đâu đâu không được đưa tôi hôn nghe. Nghe nè ông. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi văn câu. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào, chống ào ào. Trời ơi, nó chống ào ào. Chết con rồi bố ơi. Sao? Chống ào ào. Thua rồi bé ơi. Nó chống ào ào. Gì vậy? Nó chống ào ào. Gì kỳ vậy? Nó chống ào ào. Thua rồi bé ơi. Xin đến thu sàn em về đóng lại đêm. Màn đêm buông xuống. Gì vậy? Sợ quá trời. Màn đêm buông xuống. Cái gì kỳ vậy? Sợ quá trời. Hay không? Hay không? Hay không? Gì vậy? Bài bài này của tôi á. Hả? Cái gì? Bài của tôi. Bài của ông hả? Ờ. Thôi chép. Trời ơi, không ngờ con nhỏ này nó còn thức rành hơn mình nữa. Mắt nó còn sâu hơn mắt mình. Vậy là ông chịu thua rồi phải không? Ê, tại cô Hiền là người đẹp nên tôi mới nhường cho cô thắng chứ bộ. À thôi, để rảnh rỗi bữa nào rồi mình thi nữa nghe. Bây giờ tôi phải đi. À khoan. Dạ. Hồi nãy ông nói gì bộ ông quên rồi hả? Ủa, hồi nãy tôi nói gì cả? Ông không nhớ sao? Ông nói nếu mà thua tôi á thì ông như con nhộng đó. Dạ. Cô Hiền hồi nãy nó chơi mà. Nè, bây giờ ông muốn lật lọng á hả thì tôi sẽ kêu bà con tới nè, tôi kể đầu đuôi cho họ nghe đó nha. Ê, đừng kể mà. Trời ơi đừng kể. Kể là mất mặt tôi lắm. Thôi được rồi, nhộng thì nhộng. Đúng là ra ngõ gặp cái thì xui tận mạng mà. Từ đã đứng trong áo làm sao áo bơi bay nữa nè. Nè rồi nè, ra cái áo đi nè, chào cô tôi đi. Khoan, cái gì vậy, được gì nữa? Còn cái quần nữa. Bây giờ đặt cái quần này. À cô định lấy luôn chứ sao? Đúng là nhộng. Trời ơi đúng là nhộng rồi. Lẹ lên. Cái từ trời ơi. Ơi cái quần mới bay nữa. Cô không còn chừa hết để luôn mạnh dạy đầu nữa. Sao cô đi nè, cô buồn đi. Đúng rồi, đi lẹ lẹ về nhà đi. Coi chừng cảm lạnh đó nha ông ba tía. Ủa, anh ba tía gì? Quần áo sang trọng lịch sự đâu hết rồi mà tống lơ tống lóc kè kè. Cười gì? Cười mua lạ lắm sao cười? Lạ chứ sao? Hồi nhỏ ta lớn mấy người không thấy ta mặc đồ gì đi tắm sao cười? Trời ơi, dân quê ở thành phố ta mặc đồ gì đi tắm không đó. Trời ơi. Bà đi, anh bà đi. Trường hợp với con nhộng này thì tiếng ăn lê ta kêu là gì hả bà đi? Ủa, còn cậu hai nồ con quanh đâu anh bà đi? Xanh rồi.
có được mặt đâu hôm kia. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh báo rằng tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc. Từng cơn nhớ ngày hai đứa yêu nhau. Đêm nay anh đến sao trời thấy lòng nhớ thương vô vàn. Người em ghé, người em gái ra đi, người em gái ra. Đừng có vội mừng. Vài trang giấy tới cô từ gì. Đừng có vội mừng. Ra đây nè. Lâu rồi em. Ai ơi cô ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi. Ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vọng xưa. Đơn côi góc mòn đầy lộ buồn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa hôn lên tâm tư. Đi vào gì vàng đường tình không chung lối, mong nối tiếc cho nhau thấy khổ khổ. Đi thủng thẳng chứ lẽ đi. Anh cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo ai xanh hờ bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau. Chào tới tiên ông đó, chào lâu dạ. Điểm qua tát lứa đi à dưới đầu đình, bỏ quanh chiếc áo áo chim cành. Là cành hoa, là cành hoa cô ơi. Cô nghe nè. Đêm nay ai đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Đêm nay ai đưa em về, mắt em lệ ướt long lanh. Tứ ông đêm, đêm 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 kỳ mà đêm hoài à. Đêm trong lòng ta biết đi tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng. Tay cô à, tay cô à, cô ca cô thủ à, nghe cô ca cô thủ à. Nghe rõ đi nè. Gì đâu? Chưa đi màn đêm buông xuống. Gì vậy trời? Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông. Ôi trời ơi. Cái gì kỳ vậy? Bài đêm đông đó không? Sao hát mà nói không vậy? Tôi thích nói sao? Về tới ông đi. Trời ơi. Nhắm trường phòng đó à. Nghe nè cô. Đêm 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 quý mặt à. Nghe buồn lên đôi mắt. Mới hay trắng tay còn trăng chỉ nụ cười. Đó. Viết bài gì không? Gì ạ? Hình bóng cũ 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 cũ
làm thơ. Khi không bắt chước người ta. Kệ nó vậy đó. Thấy cô á. Nghe nè, nghe thấy còn độc hơn nữa. Đâu đâu. Không được đưa tôi hôn nha. Nghe nè ông. Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Anh nói rằng anh đi văn câu. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh nói ngay sao anh chống ào ào. Chống ào ào. Úi giời ơi, chống ào ào. Chết quan rồi bố ơi. Sao? Chống ào ào. Thua rồi bé ơi. Nó chống ào ào. Gì vậy? Nó chống ào ào. Gì kỳ vậy? Nó chống ào ào. Bài này của tôi á. À, cái gì? Bài của tôi. Bài của ông hả? Ờ. Thôi dẹp. Sao vậy? Không ngờ con nhỏ này nó còn thức rành hơn mình nữa. Mắt nó còn sâu hơn mắt mình. Vậy là ông chịu thua rồi phải không? Ê, tại cô Hiền là người đẹp nên tôi mới nhường cho cô thắng chứ bộ à. Thôi, để rảnh rỗi bữa nào rồi mình thi nữa nghe. Bây giờ tôi phải đi à. Khoan. Hồi nãy ông nói gì bộ ông quên rồi hả? Ủa? Hồi nãy tôi nói gì cả? Ông không nhớ sao? Ông nói nếu mà thua tôi á thì ông như con nhộng đó. Dạ, cô Hiền. Hồi nãy nó chơi mà. Nè, bây giờ ông muốn lật lọng hả? Thì tôi sẽ kêu bà con tới nè. Tôi kể đầu đuôi cho họ nghe đó nha. Đừng kể mà. Trời ơi, đừng kể. Kể là mất mặt tôi lắm. Thôi được rồi, nhộng thì nhộng. Đúng là ra ngõ gặp gái thì xui tận mạng mà. Lẹ lên. Từ từ đã đứng trong áo tôi sao? Áo mới bay nữa. Nè rồi nè, là cái áo đây nè. Chào cô tôi đi. Khoan. Cái gì vậy, được gì nữa? Còn cái quần nữa. Ây dạ, cái quần này. Ờ. Cô định lấy luôn. Chứ sao? Đúng là nhộng rồi, trời ơi, đúng là nhộng rồi. Lẹ lên. Từ từ, trời ơi. Ây. Ơi quần mới bay nữa. Cô không còn cửa thân để luôn mạnh giải nào nữa. Sao cô đi nè, cô quần đi. Đúng rồi, đi lẹ về nhà đi. Coi những cảm lạnh đó nha ông ba tía. Cô Hiền ơi. Còn dạ. Cô Lành ơi. Ai kêu vậy cả? Nghe rồi. Ủa? Té ra là người quen hả? Chị, ông này là con ông này nè chị. Vậy hả? Ông dẫn con ông qua đây kiếm chị em tôi làm chi vậy? Dẫn nói đi hết con. Thì dẫn qua đây thăm hai chị em cô chứ làm chi. Đúng rồi. À, ba tôi thăm cô chị, còn tôi thăm cô em. Đó. Đúng là hai cha con ông can đảm ghê à. Tôi tưởng sao cuộc thi hồi sáng á, cha con ông hết còn muốn gặp mặt chị em tôi nữa chứ. Ôi, nhầm rồi gì cô em. Thua gì? Thắng thua là lẽ thường tình. Đúng rồi tía ơi, bữa nay mình thua, ngày mai mình thắng lại mấy hồi bán tía. À. Giống như là sáng nắng chiều mưa bán tía. Có lúc chiều nắng sáng mưa bán tía. Đó. Thì cũng như có bữa ra đường có bận quần. Đó. Rồi cũng có bữa không bận vậy mà. Đó. Rồi mất hổng nữa rồi. Thôi, bây giờ không có thèm nó quanh co nữa. Đúng rồi. Cha con tôi qua đây để hỏi hai chị em cô dân thi nữa không? Đó, dám không? Thi hả? Ông ơi, còn có mấy bộ đồ để dành bận đi. Dạ. Thi hoài đuổi thua nữa thì... Nói móc hoài. Được rồi, lần này cho hai cô biết cha con tôi trả thù. Hai cô dám đi nữa không? Dám không? Mà thi gì vậy? Nói liền. Thi lên khúc mưa. Đó mưa. Được rồi, thi thì thi. Hả? Hai cô dám? Ủa, bệnh gì mà cử vậy? Dạ. Nhưng mà nếu mà hai tía con nhà anh thua thì tính thì sao ha? Trời ơi, để tía con. Cái gì này mà thua nữa lắm? Thì cha con tôi sẽ để lại toàn bộ
Coi bộ cha con ông chắc ăn dữ hen. Trời, không dám ăn làm sao dám chơi. Đúng rồi. Thế rồi, còn nếu chị em họ thua thì tính sao thế? Dễ lắm con. Nếu mình thắng đó không? Thì chị em nhà này phải trả lại hai bộ đồ cho mình. Đúng rồi. Và mình hút mỗi đứa hai cái. Thêm hai cái ít quá thêm nữa. Nhiều ba bốn cái gì đây? Vậy hả? Không mấy cái cũng được mà, ba cái bốn cái cũng được đó. Giờ mình ra điều kiện đây. Chị, sao? Chị giờ tính sao chị? Tính gì? Khách tới nhà thì mình phải chịu khách chứ. Được rồi, chị em tôi đồng ý nghe. Nhưng mà cha con ông nên nhớ là nếu thua phải để lại toàn bộ đó nghe. Trời, người xưa mà quân tử nhất ngôn. Đúng, cha tôi nói đúng, quân tử nhất ngôn là quân tử chạy. Vậy à, không, quân tử nhất ngôn tư mã nan đi đó. Sao? Bắt đầu phải không? Giờ bắt đầu chưa? Cô Hiền nói đi cô Hiền. Bắt đầu phải không? Sao con? Rồi, bắt đầu cũng chưa bắt đầu rồi à. Sao con tính dạ, sao? Tí yên tâm. Rồi chắc hai cô hát trước. Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya buồn hiu hắt lên hào hùng. Tứ anh đó. Chờ đợi quân. Được không? Như sức. Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài lời ru miệt mài. Ngàn năm ru em nồng nàn. Ba thấy con ca đã không? Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thua mắt xanh sao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Thấy chú đó chú. Thấy tôi hả? Ba làm gì? Con hạnh diện có người cha, ca nhạc xịn nè, ca nhạc xịn nè. Có những chiều thành phố mưa bay. Công viên nhiều tường đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng xa mạc nắng. Ngôi trường cao quá ba. Kinh giáo đường ngày tháng chốt đau thương ấp ha. Cái đầu ba làm hết rồi em. Té hò. Cố. Nghe nè. Ai bán vần trăng đêm tàn mùa đông. Không có mưa. Đêm vắng bụi mưa anh lại làm đồng mưa. Mưa. Lập đông lạnh giá thân gầy. Ta lý trang đài cho chúng mình luôn nồng cháy. Tứ anh nghe nè em, nhắm được không? Đôi mắt cậu buồn yêu phiêu lưu trong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa rồi mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cõi buồn ngồi một mình, nhớ lý tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh chùa Á Đốc. Sao chưa thấy hồi âm thư gợi mây lần, đời hồi âm chưa thấy. Không có mưa. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đầy. Không có mưa. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn mưa. Không có mưa. Lần thơ kể nghe chuyện sương gió, kể nghe chuyện ước mơ. Sao chú làm như vậy chịu thua chưa? Ta đang rung không dưới mưa ngày nào thấm ướt vai em. Trời mưa ơi ngày nào phước lấp trong đêm mưa đánh quá. Chú làm gì cái tên quá con ơi, thương em ngày nào. Ba tụi mình mới hết nè. Tới cô chào chú.
thôi hết tình tôi. Nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tan cơn ngâu. Trong mưa bụi mang tình về đâu? Tới anh. Có anh liền, nếu không có dư sức mạnh, còn khỏe. Dù cho mưa gió không quán thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng cho bạc mái đầu muôn phiền. Hay 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 hay, con cô hay quá. Cái gì đâu mà hay. Tới cô đi. Hỏi đã xanh xêu bao nhiêu tuổi đời, chiều bước trong mưa, mưa bay dạt dào. Đọc lá thư xanh một trời liên tiếp, nhớ nguyện và màu mắt biếc. Suối hẹn hò trăng thanh đầu non. Dạ con mời bác. Mời bà đó bà, dư sức mời đò. Chiều nay mưa trên phố ế, biết ra cậu không đến trời. Cậu hiểu đã mà mưa sao vẫn rời rời hoài cho lòng nhớ ai. Cô em nghe nè. Ôi tới anh á, anh nghe giọng nữ cao của chị tôi không? Rồi, nghe rồi. Trời hôm nắng cho mẹ hồng, mây qua mau em đi sau. Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm. Đã bao lâu rồi không về miền trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách chờ giờ xa xôi đôi đường. Người hỡi có về miền trung thăm người em, nước chảy dòng hương bao niềm thương cho nhắn đôi lời. Tết rồi ba ơi, tết rồi ba ơi. Sao mặt chú xanh quá vậy chú? Ba anh còn rét nữa rồi. Bình tĩnh lại con. Mưa vẫn rơi như muôn trời, là những giọt nước cứ rơi rơi. Mưa không biết khi xưa mưa về, tính đạo để nay bước đêm khuya. Trời ơi, con xúc động quá ba. Mưa quá con ơi, dạ con biết quá, tới cô. Nghe nè. Mưa hắt hiu, mưa qua phố vắng. Chiều mưa tuôn cho giá buồn tâm. Dư sức mà nhắm theo nổi hơn. Dư sức em. Mưa hắt hiu, mưa buồn qua phố vắng. Chiều mưa cho giá buốt tâm hồn. Thế không tao đà. Niềm khổ đớn trong nhung nhớ dài thêm. Mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ dàng. Hay quá, hay quá. Nó ngâm thơ vô. Ừ đúng rồi, tôi ngâm thơ mà. Ê, như vậy là thua rồi phải không? Ờ, thì tôi ngâm thơ chứ bộ. À, ca lại bài của tôi là thua rồi. Chết. Thua. Bây giờ tính sao đây ha? Tính sao? Tí ơi. Hai cô này giỏi quá tí ha. Tôi không nói không ai khen chứ hai cô giỏi thật á. Giỏi quá. Thế gian này có một không hai mà. Thật là những tâm hồn lãng mạn. Con ơi. Dạ. Chào hai cô về đi con. Dạ rồi chào hai con. Cha con tôi về nha. Hai cô. Khoan. Muốn về á phải để lại toàn bộ. Dạ. Cô hiền cô lành, tụi mình hàng xóm với nhau mà làm vậy kỳ lắm. Sao vậy? Sao nó nhiều quá vậy? À, thật
thôi, tính vậy nè nha, đừng có chặn đường chặn sái vậy, kỳ lắm á. Cha con tôi cũng sẵn sàng để lại nha, nhưng mà xin ngay cô chừa cho chút xíu nha, cứ để là hết lạnh lắm á. Ừ. Cái đã giao hẹn rồi á thì phải để lại toàn bộ chứ. Không được đâu, để lại toàn bộ thì làm sao mà đứa con tôi dám đi đâu được, nó chống lắm á, chống lắm mà sao ra đường được người ơi. À mà khoan đó nghe nè. Gì vậy? Trời xế ơi. Thông cảm cho mình rồi. Vô nhà lắc lấy đồ khác rồi mượn. Đỡ nè. Ôi, cho cái gì? Thương tình lắm nghe, cho hai ông che tạm chút xíu đó. Bây giờ thì để lại toàn bộ lẻ lách. Lẻ lách. Lẻ lách. Trời ơi. Giờ phải cởi chuyện lạnh nữa rồi. Cởi đi mày nhìn tao vậy? Không phải nè. Cho mày ăn hộp uống mà. Uống tiền của bạn tao biết không? Yes. Kỳ này không cho mày học anh gì nữa, cho mày chăn trâu luôn. No. Đợi. Chơi đi mày một dụng giác lấy tao nữa, xét nồi xét đồ hả? À, ok. Đây thì ok đó hả? Bắt bây giờ đừng phải đầu đá cái mặt mày bây giờ. No. Đã không được. Không quá. Sao mà đi được rồi? Ủa, mà đi á? Thằng đồ con anh đâu? Mà có thằng nào đứng chân đằng vậy? Đó. Nó ở đó. Đâu? Nó ở đó. Ủa nó đó hả? Nó đó. Mà hai cha con anh chát cái thùng chứa gì ở trọng vậy? Ờ cái thùng chứa gì trọng vậy? Ê, Thôi, chứa. Chứa gì vậy? Đà Lạt tới mưa. Trời ơi. Chắc hai cha con cha này khùng rồi. Khùng mà nó chứa Đà Lạt tới mưa. Và cái gì cả